trị cho mọi người. Trưa nay thì bữa trưa của mọi người như thế nào ạ? Thực ra thì Ly thì bây giờ chán cơm rồi. Người ta bảo chán cơm thèm phở, nhưng mà Ly thì lại chán cơm thèm bún xíu cánh. Bún xíu cánh là một món ăn quá biết là bún xíu cánh tại Hồ Chí Minh cũng được người dân Việt Nam đúng không ạ? Và đây là một món Ly đang ở quán bún xíu cánh ở góc đường ở chợ Bến Thành. Ở trong đường Lê Lợi ạ, đường Lê Lợi chợ Bến Thành. Thì hỏi cả mấy người đó nha. Đây mẹ đi con đổ với thằng này. Quá nhiều năm rồi, chỉ là một cái hàng cánh rất là nhỏ tại vì hè. Tuy nhiên thì do tiếng thơm được xa, thế nên là rất là nhiều người hàng cánh đến đây để bán bún xiêu. Bà Ly đã gọi cho mình một món bún, một tô bún xiêu, nó rất là hấp dẫn ạ. Thay vì là các quán bún xiêu khác thì mọi người sẽ sử dụng chanh để mà ăn, nhưng mà quán ở đây thì lại sử dụng me để lấy cái vị thơm và cái vị chua đặc biệt của me để mà thay vì chanh, và có cả món như là món tôm nữa. Với giá là khoảng 40.000 một tô bún xiêu và kèm theo là đồ chả thì nước sôi à, từ 30-35 ngàn đúng không ạ? Và một tô bún xiêu một đầy đủ cả chả, rồi cua, rồi đậu, đó thì với cái giá này khá là bình thường. Mọi người có thể đến đây và đi sẽ ăn và trải nghiệm, có thể chia sẻ hơn đến cho mọi người. Cái gì? Không à, bỏ bài đi ba. Một con đậu, một bún cua đúng rồi anh. À, không nhỏ uống cô thì số 9 kìa, số 8 kìa. Cái gì? Cái gì? Ngồi ở đây mình uống nước gì mẹ mong mấy chị? Khi mà nếm cái nước dùng ở đây thì mình cảm thấy rằng nó có vị đậm đà hơn, thơm hơn, đặc biệt là có mùi cua rất là rõ. Đi cái đó xong á, anh muốn mẹ ba hai bộ cảnh sát ra nãy giờ lâu rồi ba chơi đủ á. Cua 100% là họ chỉ sử dụng như là những con tép nhỏ ấy, họ xây như thế này để mà làm thành một cái thịt cua như vậy. Ly ăn ở đây thì Ly cảm nhận rõ hơn. Mà cái nắng rất cao thì mình cảm nhận. Ly nghĩ là các bạn nên đến đây để làm việc.